đây tôi có mấy khóa. Chơi con có thích không? Dạ thích. Anh hai có thích không? Tại lớp sao quá. Đây là gì? Đây là phòng tắm nha. Trong này có sông hơi với bồn tắm luôn. Rồi. Đau quá. Đây là gì? Đây là villa. Đây là khách sạn 5 sao. Đây là khách sạn mới của mình. Quá nhiều bự quá. Quá nhiều bự quá. Giờ là 5 sao. Cái này là cái gì vậy ca? TV. Cái này là cái TV. Còn đây là cái đồ sưởi ấm. Còn đây là cái giường. Một cái giường, hai cái giường. Rồi 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 tối nay ca tính nằm ngủ ở đâu nè? Nằm đây. Wow, bên ngoài trời lạnh và sương mờ rồi. Con gái mở cửa hả? Con gái mở cửa ha. Rồi, wow. Wow, một chiếc sân đá banh. Cái này giống sân đá banh không? Đây sân là thông nè. Mẹ. Không, sân đá banh. Đá banh. Đứng đây sợ. Sợ hả? Con sợ con đi vô, con sợ độ cao hả? Con nè. Con sợ quá. Có gì đâu mà sợ con. Cao không? Rocket. Ở đó là hồ Tuyền Lâm kìa. Hồi sáng mai mẹ sẽ dẫn con đi xuống dưới đó chơi nha. Bye ba. Ừ? Bạn nào? Mua cho cái bàn. Bàn hả? Bàn ở trong này đâu ta mua con. Rồi tới ba bốn cái giường rồi, tối nay ca định ngủ ở đâu? Chỗ nào cũng được.